Em 33 tuổi. Dạ. Bạn này 32 tuổi. Dạ. Thề với em luôn, hồi nãy lên á, chị lại tưởng là bạn này á là đi dụ con mắt đó. À. Nói thiệt luôn. Đúng không quý vị không vậy? Dạ, cảm ơn chị. Thì ra bây giờ mới lòi ra là chị mới dụ cho em. Trời ơi. Từ đó vắng nhau cả tuần, bắt đầu thấy nhớ. Từ đêm 30 Tết á, mới bóc điện thoại em gọi. Dạ. Mới đại mới tỏ tình thật sự, mất 3 tiếng đồng hồ. Trời ơi, không nghiêm túc. Thì thường yêu nhau là quy định là không được gọi điện thoại trong giờ làm việc, trừ cấp cứu của cháy nhà vì bận làm việc. Không được hỏi những câu như ăn cơm chưa, ăn gì ngon không. Đúng rồi. Dạ. Sớm không được. Rồi đi ra ngoài đường không được cầm tay, chứ nghiêm túc. Cái đó là kỳ. Anh thì có sao cho xài quạt, nhưng mà quạt là chỉ đứng chỗ thôi. Sao vậy? Nếu mà quay thì mấy sợi lông chân nó nhột. Có được rồi đó em. Trời đất ơi, quạt quay mà lông chân nhột là có được rồi. Em là Huỳnh Hoài Ân, năm nay 32 tuổi, hiện đang công tác tại công ty Trường Cáp. Còn em? Dạ, em tên là Xuân Phương, năm nay em 33 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Em 33 tuổi. Dạ. Bạn này 32 tuổi. Dạ. Thề với em luôn, hồi nãy lên á, chị lại tưởng là bạn này á là đi dụ con mít đó. À. Nói thiệt luôn. Đúng không quý vị không vậy? Trời, dạ, cảm ơn chị. Thì ra bây giờ mới lòi ra là chị mới dụ cho em. Ôi trời ơi. Ôi sao mà bí quyết nào mà nhỏ xíu xíu vậy? Dạ, kiến hạ được voi chị. Kiến hạ được voi đúng không? Dạ. À, Ân với Phương là gặp nhau và yêu nhau trong trường hợp nào? Em với ảnh có hai đứa em chung. Ừ. Thì lúc đó em ở chùa, Phật tử trong chùa. Hai đứa em nó thấy hai người độc thân. Ừ. Nó mới đem đi giới thiệu. Ủa, em là Phật tử trong chùa là sao? Bạn đây là sống ở trong chùa làm Phật tử, tức là lo của sự trong chùa chứ chưa có gọi là xuất gia. À. Thì cái hôm đó là nói thật với anh chị là đang thất tình, chưa muốn là có quen với bạn gái làm gì. Thì em nó nèo quá đi, thôi đi. Em cũng không có muốn đi, mấy đứa em nó cứ nói đi chơi thôi. Nó không nói gì hết. Đến nơi thì mới biết là đi mai mối. Thì đến nơi nó nói trước là gặp một anh trưởng phòng cao to đẹp trai chưa vợ, nhưng mà đến khi gặp thất vọng lắm. Ôi sao kỳ vậy, cũng cao to đẹp trai mà. Dạ, nhưng mà hồi đó không được như vậy đâu anh. À dạ. Mà từ lúc lấy về em tút làm được vậy. Dạ. Mang áo thì màu cháo lòng, quần thì là xo, rồi dép thì muốn mòn luôn á. Ủa sao vậy Ân? Dạ, khúc đó thì em nói rồi, cho đoạn đó em thất tình. Cho nên là cũng biến, không có chăm chút gì, là không chăm chút gì hết á. Chỉ là em đi làm xong rồi em về em nằm. Rồi nhưng mà gặp là thất vọng. Dạ, không thèm xin số điện thoại luôn anh. Ảnh cũng vậy, anh cũng không thèm. Gặp không có gì để lại cho mình cái ấn tượng. Em mới nói với đứa em, nói sao giới thiệu cho anh hai kỳ vậy. Vậy thì đã không ấn tượng về nhau, cũng không xin số nhau thì làm sao biết nhau. Thì hai đứa em nó lại là làm tiếp một bước nữa, là nó đưa số điện thoại hai bên. Hai đứa em nó cũng ly thiệt á. Dạ. Rồi nó bắt là chở về chùa giùm. Thì em cũng là chạy về gần 20-30 cây số vậy đó. Mà em không nói gì hết, không có ấn tượng gì cả. Mục đích là chở về thôi. Mà em không màng nói luôn đúng không? Dạ không. Dạ. Vậy lý do gì mà hai người yêu nhau hay vậy? Dạ tại vì quen thời gian em thấy anh này nghiêm túc quá. Thì nghiêm em... túc quá là sao? Ảnh nghiêm túc lắm, ảnh đi chơi, ảnh nói chuyện vui vậy thôi, chứ ảnh ít khi nào đề cập tới chuyện tình cảm, trai gái hay gì hết á. Ảnh nghiêm túc lắm. Thì em mới thấy là phải làm một cái gì đó. Em làm gì ạ? 4 tháng sau là hôm đó là em chở cái trên đường đi về. Thì thọt trong túi em một cái tờ giấy, nói với em á là về tới nhà đi hãy mở ra. Thôi mình cố gắng mình chở về tới bên nhà của đây, rồi mình chạy thẳng về nhà mình xem. Thì về nhà thấy mở tờ giấy đọc là bạn trai trong tuần. Đề nghị kiếm gái vậy đó. Đây là bạn trai trong tuần. Là bạn trai trong tuần, không tuần hỏi không có chấm than gì luôn. Em cực kỳ bất ngờ luôn. Thì sốc về cảm xúc đó. Dạ. Em ngồi cả tiếng đồng hồ cũng ngồi suy nghĩ cái tờ giấy. Ông này nghiêm túc thiệt. Dạ anh nghiêm túc lắm. Khoảng 2 ngày sau em bắt đầu em mới gọi điện thoại, mà em cũng mới thử thăm dò thôi mà. Thử mình coi cái này là sao, có nhiều lúc mà mình giỡn với mình thì sao. Đồng ý. Thì đồng ý thì làm bạn trai bạn gái thôi. Anh hỏi Phương nè. Dạ. Vậy thì tại sao em lại đề nghị cũng làm bạn trai một tuần? Tại vì trong khoảng thời gian 4 tháng quen nhau thì em thấy ảnh là người nghiêm túc, rất là chín chắn, rất là nghe nhiều câu chuyện, là ảnh có hiếu, em thích cái điều đó. Và trong một tuần hai bạn là tình nhân của nhau. Dạ. Thì điều gì đã xảy ra? Dân hôm đó là gần Tết rồi. Bạn này người miền Trung. Ừ. Thì Tết thì về miền Trung, còn em là người miền Tây nên về miền Tây. Thì cái đó vắng nhau cả tuần, bắt đầu thấy nhớ. Thì đêm 30 Tết á, mới bóc điện thoại em gọi. Và dạ. Đại mới tỏ tình thật sự, mất 3 tiếng đồng hồ. Ông hiểu nghiêm túc chứ. Có nghĩa là nói một câu nói với em là 2 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, yêu nhau đến bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ khoảng 2 năm sau. 2 năm, vậy thì trong cái giai đoạn từ lúc yêu nhau đến lúc ngày cưới thì có cái gì khó khăn cản trở không? Cũng có cản trở chứ, là gia đình em. Là vùng miền thì em còn bà nội già, bà không đồng ý. Là cả gia đình không đồng ý luôn.
Lý do sao đó. Là vùng miền là bên đây bạn là miền Trung à? Dạ. Còn em là miền Nam. À, Tây nữa. Tây nữa. Tây dạ. nữa chị. Là muốn lấy vợ miền Tây gì? Dạ. dạ. Những cái người nào mà do bà hoặc là ba má chọn á thì mới được. Vậy thì hai bạn phải làm như thế nào để vượt qua? Em rất là buồn. Nhưng mà em vẫn đợi thái độ của ảnh. Thì em nói rằng đây là thời điểm quyết định. Nếu ảnh tỏ rõ là một trụ cột cho em thì tốt. Còn nếu không thì em sẽ phải xem xét lại. Thì lúc đó đúng là ảnh đứng ra ảnh bảo vệ em và quyết định với gia đình là ảnh sẽ cưới em. Bây giờ hai bạn có con chưa? Dạ có hai đứa con rồi. À có hai cháu rồi hả? Dạ. Đó mà lấy nhau rồi á thì vỡ mộng về nhau không? Khác vùng miền nên khác tính tình, sở thích, suy nghĩ, tư tưởng, cái gì cũng khác. Ngay cả thói quen sinh hoạt cũng có khắc khẩu không? Dạ khắc khẩu luôn. Ảnh nghiêm túc mà ảnh có hay tính gàn lắm. Hồi yêu nhau là quy định là không được gọi điện thoại trong giờ làm việc, trừ cấp cứu của cháu nhà vì bận làm việc. Không được hỏi những câu như ăn cơm chưa, ăn gì ngon không. Đúng rồi. Dạ sớm không được, rồi đi ra ngoài đường không được cầm tay, thiếu nghiêm túc. Cái đó hơi kỳ à? Anh thì mà mấy cái đầu tôi ủng hộ, dạ. cái đó cầm tay hơi kỳ. Dạ. Còn rồi. Cái gàn gì nữa không? Ví dụ như lắp mấy cái máy lạnh không cho lắp chị, mà trời ơi, nóng rồi thì em gào quá thì lắp đồng ý. Nhưng mà phải suy nghĩ một tháng. Em nói vậy sao một tháng có đồng ý không? Có, nhưng mà phải một tháng. Trời ơi. Dạ. Là cái em thích lắp máy lạnh. Em để một tháng là có quên hay không thôi. Nếu quên rồi đi luôn đi, khỏi lắp luôn. Nhớ thôi phải lắp thôi. Dễ gì. Khó lắm. Không xài máy lạnh thì có cho xài quạt không? Có sao cho xài quạt, nhưng mà quạt là chỉ đứng một chỗ thôi. Sao vậy? Nếu mà quay thì mấy sợi lông chân nó nhột. Té được rồi đó em. Rồi. Trời đất ơi, quạt quay mà lông chân nhột là té được rồi. Anh nói vậy đó. Anh nói còn chuyện gì nữa không? Dạ, rất là con nít xem chuyện chú Thọng á. Dạ, cứ ngồi coi mình dạ, vậy đó. Ở ngoài thì rất là nhìn rất là chỉnh chu, rồi cái tùng cái mặt. Vậy ra đường ăn mặc chắc lúc nào cũng chỉnh chu. Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà bây giờ còn mặc cái đồ gì lò xo không? Dạ không, không. Mà có cái đó là hoài cổ. Hoài cổ. Thứ nhất là về nhạc á là dân hai tách mà cứ ngay cả lương cả cổ. Dạ, chính vì vậy nên đồ là cũng cổ luôn. Dạ đó, đồ lò xo vậy đó chị. Không chịu bỏ. Dạ. Đồ đó vẫn không bỏ. Không bỏ. Chắc bận có 10 năm mà cứ đem đi bỏ hoài. Mặc nó có 10 năm mà đem bỏ hoài. Dạ đúng rồi đó chị. Rồi trong cái chuyện mà tối hai chồng gần gũi nhau có gàn không? Dạ cái đó thì không. Tưởng gàn nó chắc chết chắc bệnh rồi đó. Phải có nguyên tắc nha, bước 1 là sao, bước 2 là dạ dạ đúng rồi đó. Có không? Dạ có. Giống như xin máy lạnh là phải chờ 1 tháng đúng giá. Dạ, đúng rồi đúng này là cả bước 1 không được bước qua bước 2 nếu bước 1 chưa làm. Dạ. Có không? Dạ chị biết style của ảnh là kiểu nghiêm túc vậy đó. Dạ. Thôi trong chuyện vợ chồng mà nghiêm túc chắc thề lắm. Vui lắm em. Đang chuẩn bị ra trận rồi cái đầu cái nghiêm túc em cho đề nghị như thế này. Thế thì bây giờ anh hỏi ngược lại, em thấy vợ có tính xấu gì không? Cái này thì em biết phải tính xấu hay không, nhưng mà đó là lao luyện bao đồng. Bao đồng là với ai? Những người xung quanh. Có một cái bữa đó là chở vợ đi chợ, trên cái đường đi rất là đông, trong đường vô chợ rất là đông, thì tự nhiên cái thấy cái một cái người phía trước bị té là tự nhiên nhảy xuống, em không thấy luôn, nhảy xuống chạy tới lo tùm lum rồi chạy đi mua thuốc đỏ chạy em lum, còn quần đồ mua chợ của em á quăng tứ lung tung á. Tại vì mua xong rồi cái buông ra cái quăng cái chạy thôi, nói ôi có người té chạy theo rồi. Anh nghĩ nó không phải là bao đồng mà đó là cái tâm tốt đó. Từ nhỏ rồi đã rồi. Cái là anh hai nữa là tin người. Phương tin người lắm. Cho cũng là đức tính mà từ vô, từ cho nhỏ đến tiền vô chùa rồi. Đi. Bây giờ còn tin người nữa không? Không còn. Chúc cho anh số điện thoại nha. Dạ vì tin á nên ảnh lừa em á là lớn hơn em 2 tuổi. Em tin rồi ảnh lừa em nữa là cây xả ở miền Tây là trèo được. Cây xả ở miền Tây sao em tin hả? Dạ cây xả. Té đi em. Em biết cái tính á cho nên em gạt dễ lắm. Trời ơi cái này là tin quá nè, đúng tại, không tại em? Tại vì em mới quá. Hồi đó em mới ở chùa ra. Em chưa tiếp xúc với ai, em chưa biết miền Tây là gì hết á. Trời ơi cây xả mà trèo xả. Em nói miền Trung vô thì em nghe là miền Tây cũng là màu mỡ, cũng là trồng cây trái rất là sai. Nên ảnh nói là cây xả miền Trung của em là không xi nhê vậy đó. Cây trả miền Tây của em treo là treo được. Treo đá dễ dò luôn. Dạ. Rồi quay trở lại, bây giờ ngoài chuyện bao đồng ra mà thì còn cái tính xấu gì không? Nó quan thể lắm, cực đại luôn á. Cái bữa nào á mà bà xã em xuống bếp nấu ăn á là bữa đó bữa ăn đó có chuyện em lo lắm không ạ? Một là cơm sống, hai là cơm nhão. Đồ ăn á thì nó mặn chịu không nổi luôn. Ủa sao vậy Phương? Tại vì ở nhà thì má lo á. Má nào? Má chồng? Dạ không, hồi em còn nhỏ thì má vô chùa thì xuống bếp làm, xin làm, thầy cũng không cho, thầy bắt lên văn phòng làm. Đi làm rồi ở một mình á, anh không có nấu, cái kỹ năng á nó thui chột đi. Rồi bây giờ anh mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tại vì á là bà xã em á là đi làm rất là xa, mà có một cái tính nữa đó là ham Facebook. Về nhà một cái là
bật Facebook lên chơi. Thôi comment, bao nhiêu comment, bao nhiêu like. Rồi đâu có chơi với con, chỉ có em thôi. Cho nên á là đứa nhỏ của em sau này á, nó đâu có thèm nhìn thẳng vô mặt mẹ nó đâu. Tại mẹ nó cứ nhìn vô máy. Đó thì cái ước muốn của em á là như vậy. Cái thứ hai nữa là cải thiện cái việc nấu ăn. Nhiều lúc em đi làm về em rất là mệt, mà lúc nào mà để mà lo cái việc đó chắc tim em nó vỡ luôn. Mình đói bụng mà lo là không biết bữa nay ăn cơm có ngon hay không. Mà em nấu được không? Em rất thích nấu ăn nên em nấu được. Thật ra cái bữa cơm do chính vợ mình nấu nó quan trọng lắm. Thật ra đó đôi lúc là bị tai nạn anh, chứ không phải là lúc nào em nấu cũng dở. Thế đang điều điều à. Em có thể cải thiện được không? Dạ được. Rồi dạ. Em mong muốn Ân thay đổi điều gì? Bớt đồ cổ đi thôi anh. Thứ hai nữa là biết ghen chút xíu. Cho dù em có diện đồ, em đi đâu hay là em như thế nào cũng không có ghen. Sao kỳ vậy ta? Tính của em để trong lòng, em không có thể hiện cái việc ghen tuông của mình ra nhiều. Không có cảm nhận được. Chứ đừng ai trong bụng ghen dữ. Ví dụ như em đi đâu mà có bạn trai gì đó quen cũ hay gì á, là anh về anh phân tích ABCD vì sao anh không ghen. À em vậy đó. Nói chung phân tích kết luận là anh không thèm ghen em chỉ trơn á. Chị thấy cuộc sống của tụi em á gọi là nó rất là chỉnh chu á, giống như là nó là một cái hình mẫu á. Nó đâu ra đó. Dạ. À, chị cảm nhận là như vậy. Nhưng mà nó lại thiếu hẳn một cái, là nó giống như là những cái gia vị ở bên cạnh á, thì nó sẽ tạo cho cái cuộc sống nó bị đơn điệu đi. Tại vì á, tụi em chỉ gần 5 năm thôi. Yeah. Tụi em phải xác định là sống với nhau cả đời nữa cơ. Thì ví dụ như là em á, cái nhu cầu của em không thích những cái sự lãng mạn, những cái mà nó hơi rườm rà, không cần thiết trong cái chuyện tình cảm. Nhưng mà chị thì chị lại nghĩ rằng đó là những cái gia vị rất cần thiết trong cái cuộc sống vợ chồng. Đó, mà em thì là em lại bắt đi cái nhu cầu đó, không cho vợ em được quyền gọi là bộc lộ cái, tức là thỏa mãn cái nhu cầu đó của mình á, thì nó hơi thiệt thòi cho vợ em quá. Bởi vì em không hình dung được đâu, nó là một cái cảm xúc không thể thiếu được. Em công nhận không? Yeah. Nếu như em được quyền hỏi chồng em là yeah. Anh ơi, anh ăn chưa? Yeah. Hôm nay anh có mệt không? Yeah. Hay làm việc nhiều có mệt không cưng? Ví dụ yeah. vậy, em thấy em sung sướng không? Dạ yeah. Đúng không? Yeah. Nhưng mà nếu chồng em không cho em làm điều đó em buồn đúng không? Dạ yeah. Cứ mỗi lần mà muốn cầm điện thoại gọi điện cho ảnh, nhớ trực lại. Dạ, nhớ trực lại. Dạ là nói, thôi lại. Anh đang làm việc. Thôi không có gọi. Dạ không có gọi. Rồi gọi rồi phải là việc quan trọng mới gọi. Đó, ví dụ vậy. Hoặc gì cháy nhà với lại dạ, đúng rồi, cấp cứu với cháy nhà mới được gọi. Thì chị thấy trong vợ em có những cái đức tính rất là tốt. Cái tin người là tốt, nhưng mà tin quá thì không nên. Em dạ. phải biết lựa chọn đối tượng để mà tin. Dạ. Nhưng mà có cái mà theo em là cái bao đồng á, thì chị nghĩ rằng á, cái đó không phải là bao đồng đâu. Cái đó là cái bản tính mà nếu em cứ để cho vợ em phát huy cái đó thì sau này con em sẽ hưởng hết những cái dạ. phúc mà vợ em tạo được. Dạ. Đó thì bây giờ chị nói là trong cuộc sống vợ chồng em á, em nên có một chút những cái lãng mạn đi, nó sẽ rất là thú vị. Hôm nay á là cũng là một sự bứt phá rất là lớn. Đó, đó là đi. Đúng, đúng, đúng. Đó thì chị yeah. không nghĩ rằng á, là với cái tính cách của em mà em lại chấp nhận mà đi đến tham gia với chương trình này đâu. Yeah. Nhưng mà khi mà em đã bứt phá một lần rồi thì em tiếp tục như vậy nữa đi. Tại vì yeah. nó rất là thú vị. Xin cảm ơn hai em. Là Phạm Thế Điển. Năm nay em 31 tuổi. Em làm kinh doanh. Điển là người vùng nào? Em là người Thái Bình. À, Thái Bình. Biết hát chèo không? Biết chứ ạ. Chút nữa chắc sẽ mời Điển để mà biểu diễn mấy cái tiết mục chèo mới được nha. Còn em? Dạ, em chào anh chị. Em là Phạm Thị Thủy. Em năm nay 29 tuổi. Là nhân viên văn phòng. Và em đến từ thành phố Huế. Dạ. Huế. Thủy mộng mơ rồi, biết hát hò Huế không? Dạ, không ạ. Rồi, giờ là vui rồi, bớt rung rồi đúng không? Dạ. Ngày điện cho tất cả quý vị khán giả biết là cái cuộc tình của hai bạn như thế nào. Bọn em quen nhau hồi xưa là bọn em đang sinh viên ở trường đại học Nha Trang á. Thì ban đầu bọn em chuyển tới cái khu trọ mới. Em ở một phòng, trong em là ở phòng khác. Cái anh ở phòng giữa đó, anh sẽ kéo hai phòng lại với nhau. Thì hồi đó em là một cô bạn nữa qua. Thì khi qua tới nơi thì bắt đầu thì cái anh đó anh giới thiệu thế nào ấy. Bạc này bạc khác luôn, hai mẹ treo thì bình. Hồi đó không bao giờ mà em hưởng thụ được cái cảm nhận cái nhạc đó. Nói chung là hát được cái bài đầu tiên là tụi em muốn gục ngã, muốn đi về rồi. Răng, buồn ngủ ấy. Dạ, không nghe được chị ạ. Bây giờ nè, điện thử điện cất giọng của anh có gục ngã không? Vâng. Không, cái gì cho nhà pháo tay để cho điện lên đi có tinh thần. Mà hát cái bài đúng với cái bài mà cái đêm đó nghe. Vâng, thôi em cũng thể hiện cái bài hôm gặp vợ em là đầu cái này em có thể hiện. Chứ đứng ở đằng xa yêu nhau, đứng ở đằng xa con mắt lướt lại, con mắt lướt lại bằng ba đứng gần. Em còn son, anh cũng còn son,
Em còn son, anh cũng còn son. Ước gì ta được, ước gì ta được làm con một nhà. Trời ơi, vậy mà dịch là sao? Em còn son, anh cũng còn son. Đôi ta lên vợ chồng son. Ủa cái đó dễ thương mà cái mặt chồng y chang vậy luôn hả? Mặt mà liếc qua liếc lại. Hát bài này là chồng con, chồng em luôn luôn là nhảy 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 vậy á. Ngày xưa em mà hát bài này mà em thể hiện trên lớp là em chỉ cần gái anh còn son là các bạn gái nữa. À, em cũng còn son. Ghê đó chị. Dữ dội, dữ dội. Nhưng mà sau rồi cuối cùng là làm sao mà em yêu? Ban đầu thì tụi em không có ấn tượng gì cả. Con sáu đỏ thì trường tổ chức cầm trại, thì em ở đằng này, con trong ở đằng kia. Đứng đâu nay tự nhiên thấy cái từng đi nó hơi kỳ kỳ, giọng dạng bao bao á. Thế là lúc đi về là đi đằng sáu nữa. Chắc là để ý từ đó. Lý do là cái tướng đi như bà bầu. Dạ. Nhưng mà điểm từ lúc nào thì bắt đầu mới để ý cô này? Thực ra thì em cũng không để ý đâu, bởi vậy vì vợ em ngày xưa thì thực sự là trong ấn tượng đầu tiên là xấu lắm. Đen, bởi vì là vợ em là gái Huế mà, nhưng mà cũng ở đó cũng nắng gió nhiều á. Đen. Nên là em đầu tiên em không có để ý. Nhưng mà về sau thì cứ hai phòng qua chơi thì anh em dần dần thân thiết thì chuyển qua, bao giờ không biết nữa. Chắc là hồi xưa là đen lắm à? Đen. Giờ về trăm như cách nào đó mà giờ trắng rồi. Trắng rồi. Ngày xưa em vào toàn bảo là rồi như củ tam thất ấy. Đã bao lâu thì tụi em lấy nhau? Quen 6 năm lần. Quen lâu vậy lấy nhau về là chắc không có cái điều gì mà phải đúng rồi. Khó khăn hoặc là thất vọng hay là này kia nọ đâu. Dạ, chỉ có một cái việc á là trong có đi kinh doanh á thì có hay uống. Uống đôi khi thì cả nệ thì say thôi. Thì về thì có đôi hôm mình lo lắng quá, đâm ra mình có nói chồng có lỗi, nhưng mà mình nói rồi thì chồng lật ngược lại, lỗi đó là của em, xong chồng nhận người ngoài mình. Hay lật ngược hết cờ đó. Dạ, khi nào về hết đó chị. Từ khi yếu đến khi cưới rồi là nó vẫn vậy. Mà lý do gì tại sao cứ về nhà là em cứ đổ lỗi hết cho vợ em vậy? Đi say xỉn mỗi lần xỉn về vợ nói là em cũng phải xin lỗi chứ, nhưng mà khi mà say thì không biết cái gì nữa. Mà vợ em thì nói nhiều, xong rồi thành ra là em không hài lòng thôi. Rồi quay ngược lại mà em bật ngược lại được ngay. Ví dụ thế này nè chị, quả đợt nhau nhiều, thứ nhất là em lo đi đường xe cộ. Cái thứ hai á là đi về nhìn cái dạng xấu lắm. Cái tưởng nó xấu nhưng mà bầu á. Dạ không, giả sử như trận đầu tiên đi say về á là nhà mình, cái cọc nhà mình vậy này, không chui vào cọc nhà mình, đục lên cọc nhà người ta rồi xong khi đó mình vụt lại cho cọc nhà mình video vậy đó. Ngon bữa thứ hai á là về nhà thì về ăn cơm cứ vụt cái mặt vốn cái tôi á. Xấu quá hả? Nhìn cái tưởng con bước đi là chân cao chân thấp, chân cao chân thấp, nhìn cái tưởng xấu lắm nên em thích vậy. Cái nào quay phim rồi cho anh cả con. Quay hoài em quay hoài là xóa. Em mà nhậu về là đánh đập em hay lắm, đối xử với em ở vậy hả? Không. Đối xử tàn nhẫn sao? Thì bây giờ kể thật ông... sẵn này khui thật xấu của vợ. Thì hôm trước quay clip lại mà em không ngờ là vợ em cái mặt em thế này mà tát 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 tát. Em không biết thôi đi. Không phải, em phải là biết. Lúc đó là sai xin xin. Nhưng mà lúc sai về thì vợ làm gì thì cũng giống như biết mình có lỗi á. Thì cứ là không biết luôn. Cứ cười thôi. Vâng. Cười thôi. Khổ lắm. Hồi trước là em nói, nhưng mà nói em có tác dụng là giờ về là em vừa quay em vừa đánh. Em bụng cho cái lỗ mũi thành đầy cà chua luôn. Nó khi nữa là thấy sao mình sai để vợ đánh đâu thế này là mình được cái nữa là bỏ. Cái đó là theo em là xấu hay là dễ thương? Ui trời xấu chứ. Xấu quá luôn. Xấu quá luôn. Còn có gì xấu đâu. Còn có gì xấu đâu. Không, bởi vì là bây giờ em nói không được. Thì em chỉ có cách là em làm về thì chồng em nhìn tự nhiên mình làm mất hình ảnh thôi chứ chồng em tự thay đổi. Rồi giờ cho chồng nói thêm tật xấu nữa của vợ ngoài cái đó ra còn cái gì? Chẳng hạn như mà đi nhậu mà có vợ em đi cùng em cũng như thế nào ấy, về cũng không sao cả. Nó cứ vẫn vui như bình thường. Nhưng mà chẳng may mà đi em mà đi một mình thì thôi về. Càng lắm luôn. Là chỉ có cái đó xấu thôi gì đúng không? Vâng, xấu thế thôi. Đâu có gì thế thôi gì? Vâng. Vậy là muốn em muốn vợ thay đổi cái gì? Hiểu cho chồng một chút. Chẳng hạn như chồng đi thì nhiều khi cũng là mục đích. Thay đổi là cảm thông cho chồng một chút trong vấn đề mà khi mà chồng đi nhậu một mình. Có định có quay phim lại nữa không? Không, cái đó thì chắc ưu tiên con quay. Ủa nhưng mà bây giờ tụi em là đạt có mấy bé rồi? Dạ chưa. Chưa có nữa hả? Mấy năm rồi cưng? Dạ 2 năm ạ. 2 năm. Dạ. Nếu thế thì anh Bin chút hỏi nghịch vậy là biết rồi. Bây giờ em đứng em chút đi. Bây giờ tụi em có muốn có con không? Dạ có chứ ạ. Bộ đồ dĩa mới này anh chúc nha. Thôi bây giờ nè, đến đây gặp chương trình thì đó là một cái duyên đúng không? Dạ. Thì anh chúc cho hai vợ chồng em sau chương trình này về thấy không, tất cả mọi thứ sẽ phối hợp ăn ý ha. Hai vợ chồng sẽ điều hòa tất cả mọi thứ và mau chóng có tin vui đó. Dù gái hai trai là chỉ hai là đủ nha. Thôi xin cặp luôn đi. Còn nè chị nói nè, riêng về tụi em á, những cái điều mà nãy giờ tụi em tâm sự đó
Thì chị thấy một cái cảm nhận như thế này. Thứ nhất á, là đúng là khi nhậu đừng nói nữa. Nói á, chồng mệt mà mình cũng mệt mà nó có nghe được đâu. À, nói ít thôi. Nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ là phê liền. Dạ. Đó, còn về phần em thì chị chỉ muốn khuyên em như vậy. Phải chứng minh và thể hiện mình là người đàn ông trụ cột của gia đình. Mà em phải là cái thế gọi là thượng phong, có nghĩa là em phải là kèo trên. Tại vì em là công việc kinh doanh là gần như là một thành phần gọi là trụ cột gia đình về mặt kinh tế, đúng không? Thì đồng thời em phải là cái người trụ cột cả về mặt tinh thần nữa. Mà con trai Bắc là thường là như vậy mà. Thế em phải phát huy cái việc đó. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc và mau có em bé. Chào hai em. Là giới thiệu ở camera hả? Đúng rồi. Ok, em tên là Valentin Constantinescu. Em là người Romania và anh sinh năm 85. 85. Sinh năm 85. Tuổi trâu. Đúng là tuổi của năm nay luôn. Tuổi năm nay, tuổi của em. Tên Sử. Vâng. Em có tên tiếng Việt không? Có gì ạ? Em có tên tiếng Việt không? Tên tiếng Việt là Valen. Valen. Valen, bình thường người Việt gọi em là Valen bởi Valentin là hơi dài. Còn các bạn nước ngoài gọi là Vali, nhưng mà Vali người Việt sẽ đọc là Vali. Vali. Thế thì cho người Việt thì bình thường em tự giới thiệu bản thân là Valen. Valen. Valen trông như có cái nghe như Việt Nam, như tiếng Việt. Valentin. Vâng, Valentin. Thật ra là nếu mà phiên âm đúng là Viên đó hả? Dạ. Anh Viên đó. Vinh, Công việc của Valen là gì? Em là, nếu mà nội trợ thì về chồng thì nói như nào? em là chồng ở nhà. Là nội trợ đó hả? là chồng trợ. Valen là nội trợ. Là chồng nội. Bởi vì vợ em là người kinh doanh và em tất nhiên là giúp vợ em với kinh doanh. Hỗ trợ. Nội tướng. Nội tướng, ok. Nội tướng thì được. Rồi mời em. Dạ, em tên là Phạm Thiên Ngân. Năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Hà Nội. Và... Ủa, sao đến từ Hà Nội mà nói tiếng Nam hay vậy? Dạ thì đổi qua nói tiếng Bắc cũng được ạ. Nói tiếng gì cũng được. Hay quá. Em đang làm kinh doanh gì vậy? Hiện tại thì bọn em mở quán cơm. Mở bán cơm văn phòng và cơm tấm. Hay quá. Với cả ở đâu? Khách sạn chó mèo nữa. Khách sạn? Khách sạn chó mèo. À, khách sạn chó mèo nữa. Cùng một chỗ luôn. Hay quá vậy? Vậy hả? Ủa, nhưng mà là tụi em làm ở quận mấy? Dạ, bên quận 2 ạ. Quận 2? Dạ. Hay quá. Tại vì bọn em muốn xây dựng một cái trung tâm văn hóa, cũng dạy tiếng Việt miễn phí và cũng tiếng Anh miễn phí nữa. Để có nhiều người với những sở thích khác nhau có thể gặp nhau ở khách sạn chó mèo, ăn cơm, uống các thứ, học tiếng Việt, văn hóa, học tiếng Anh. Rất là dễ thương. Mà chị hỏi nè, hồi lúc tụi em gặp nhau á, là tụi em dùng ngôn ngữ là tiếng Anh hay là tiếng Romania? Cả hai. Cả hai luôn. Em không có biết tiếng Romania. Bởi vì chị nói là Romania là ít ai biết lắm. Dạ đúng rồi. Em nói một vài câu bằng tiếng Romania để mà cho anh nghe đi. Depinde ce vrei să vorbesc acum. Poți să zic, poți să vorbesc despre absolut orice. Ok, vậy thôi đó. Rồi, nhưng mà vợ em cũng biết một chút tiếng Romania, một số từ. Rồi bây giờ kể anh nghe đi. Cái lần đầu tiên mà hai em gặp nhau là ở đâu? Và ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau là qua Facebook. Thì hồi đó là ảnh các bạn làm quen với em á. Mà tính em thì hơi bị chảnh. Nên là thường là có người lạ thì các bạn thì em không có đồng ý thì Nhưng mà em thấy có bạn chung trên Facebook á. Thì em mới hỏi là không biết là có gặp nhau ở đâu chưa. Kiểu là ví dụ như là đi chơi hay là có bạn chung gì đó. Thì em mới nhắn tin em hỏi là ê anh ơi mình có quen nhau không? Cái thì ảnh về sau thì ảnh mới trả lời là không có quen nhau. Nhưng mà but less là kiểu là bây giờ thì làm quen đi. Vậy là bọn em nói chuyện với nhau. Nhưng mà nhắn bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Anh? Dạ em nhắn bằng tiếng Anh tại vì em thấy ảnh là người nước ngoài nên em không có nói tiếng Việt. Nhưng mà Valen ở đây lâu chưa? Vâng, em sang đây vào năm 2004. Gần 10 năm hả? Hơn 16 năm rưỡi. Mấy? 16 năm rưỡi. Đúng rồi. 2004. Wow. Là em coi như là em đi về đó phải không? À không mà em sang đây học ngoại giao, em sang đây học bổng. Và sau khi em học xong thì em cứ ở lại thôi. Tại em yêu đất nước này à? Vâng, cho nên nếu mà không yêu thì về nước từ lâu rồi. Hỏi một câu chút xíu. Thế vậy là từ lúc qua Việt Nam thì là có quen với cô nào trước cô này không? Thì lúc đó thì trước khi đã gặp vợ em đã có nhiều các bạn Việt. Nhiều các bạn Việt. Vâng. Em là người sao mà. Rồi. Là yêu đương thôi chứ còn không chưa có lập gia đình với bất kỳ người nào. À không, tất nhiên rồi. Không, em nghĩ là những cảm xúc mà em cảm giác bây giờ chỗ ngăn là đúng là tình yêu thật lòng. Những cái gì cảm xúc đã có thể em đã có trước thì là như kiểu thích thôi. Là yêu thôi, yêu. Không phải là yêu mà là thích. Tiếng Anh, tiếng Romani thì phân biệt rất là rõ giữa yêu và thích. Còn tiếng Việt cũng vậy, tiếng Việt cũng yêu và thích. Tiếng Việt phải là yêu thật lòng thì mới là tình yêu là love bằng tiếng Anh. Còn nếu mà là yêu nhau, bao lâu yêu nhau, 2 tháng ví dụ chẳng hạn thì nó là chỉ thích nhau thôi, không phải là yêu nhau. Ôi, nói tiếng Việt rành quá luôn. Đúng rồi ạ. Nhưng mà anh hỏi này, anh thắc mắc là anh đang muốn biết là tại sao em lại kết Facebook bạn này.
À, bởi vì đã có một số bạn chung, với cả lúc đó thì cái profile page cho cái ảnh trông rất là xinh và đẹp và hay. Bởi vì nhiều cá tính vào, cá tính vào. Không, không phải cá tính, nhưng mà cái cách chụp ảnh là một cách tự nhiên. Chứ hỏi bây giờ đa số con gái thì cứ chụp ảnh như kiểu là hoặc là mình đang ở với xe ô tô nào đó, hoặc là với cái gì. Rất là em thấy chán, không hay lắm. Nhưng mà cái hình mà em ấn tượng bạn này là bạn chụp hình như thế nào? Là chụp chắc là selfie, không biết, mà đang cười. À vậy thôi, mình cười thôi. Em có nhớ không? Không phải là như thế, đúng không? Phải là như thế. Không vậy luôn. Không, em không nhớ luôn á, em chịu. Chắc là đang xem về tai hay là gì đó, không biết, mà chỉ là một mình cười rất là tự nhiên và rất là tươi thì thấy hấp dẫn. Thích thì thôi. Vâng. Rồi sau đó thì sao? Bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? 5 ngày. Em hơi bị dở về cái vấn đề ngày tháng. Em không có nhớ ngày tháng, nhưng mà chắc là gần một tuần vậy đó, 5 ngày. Khi em gặp cô này ở ngoài đời so với cái tấm hình ở trong avatar và những hình ảnh của cổ trong Facebook thì nó có khác nhau không? Có khác nhau tất nhiên rồi, bởi vì ảnh không phải là sự thật. Và những cái gì khác nhau thì là tốt hơn. Vâng. Tức là bạn này gặp ở ngoài cuộc sống là em thích hơn là... Vâng, so với những thế nào qua Facebook. Còn em thì sao? Em... ý chị hỏi là... Là khi gặp ảnh ở ngoài đời á? So ấn tượng đầu tiên hả? Ấn tượng đầu tiên là y như trên Facebook vậy thôi đó. Nhưng mà... em lần đầu tiên em gặp ảnh thì ấn tượng của em không có được tốt lắm. Tại sao? Tại vì là ảnh hồi đó thì ảnh nói sao ta, là ảnh ăn mặc hơi bị không có đúng gu em. Không tốt. Em có thể tả chút xíu về cái gu ăn mặc của ảnh lúc đó. Ảnh có thể là ví dụ như là ngoài Hà Nội thì có thể là trời mùa đông nó lạnh hơn á, thì ảnh có thể là mặc một cái áo len dài tay ở bên trong. Xong rồi ảnh mặc một áo thun ra ngoài mà màu sắc thì nó không có phối được với nhau, nó không có, nói chung là nhìn nó rất là kỳ cục. Xong rồi mặc một cái quần rộng thùng thình, xong rồi đi một đôi giày mà kiểu giày mà hơi bị rách một xíu á. Nhưng mà nó giày này có thể là giày này với quần rộng và cũng không phù hợp. Nói chung là không có mốt, không có quan tâm về quần áo, về ngoại hình, không có để ý đấy, ngoại hình không có bản bao chỉnh chu. Mà nhưng em gặp là ở Hà Nội hả? Dạ đúng rồi. Coi như là không có ấn tượng. Rồi tiếp theo đó thì sao? Sau đó thì em nói chuyện với ảnh thì nói chung là cũng đi chơi bình thường thôi, hai đứa nói chuyện với nhau thì ban đầu em cũng chỉ xác định là bạn bè bình thường thôi. Nhưng không... mà chắc chắn là Valen là người tỏ tình với em trước. Dạ đúng rồi. Mà bao lâu thì ảnh bắt đầu tỏ tình với em? Ảnh tỏ tình lúc mà hình như em nhớ là ngày đầu tiên mà gặp thì là ảnh đã nói là ảnh rất là thích em rồi. Là sau 5 ngày đó. Sau 5 ngày đúng biết rồi. Nhau đó. Là hơi nói là khi mà sau khi đã trả lời lời và bảo là sorry do I know you like no let's thì đã bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Anh rồi, dần dần thì cũng đã có cái là các sorry mất tiếng mất tiếng. Ồ, Valen nó tiếng Việt hay à. 16 năm mà em. Ồ, nói rất là mà nghe em nghe hiểu hết à Valen? Em nghe anh chị nói là hiểu hết đúng không? Bởi vì một số giọng ở miền Nam thì có vấn đề, em thấy có vấn đề để hiểu, nhưng mà giọng của anh chị thì ok. Nhưng mà bây giờ bố mẹ em là vẫn ở bên Romani. Hai em trai và cả anh trai đang ở Hà Nội. Là mấy anh em qua đây rồi để bố mẹ ở bên đó mình vậy đó. Chị gái bên Tây Ban Nha. Chị gái thì qua Tây Ban Nha. Chắc hai năm mà không có gặp ba mẹ đúng không? Dịch đâu có gặp ba mẹ được đúng không? Không, bởi vì mẹ cũng do một số việc riêng đã có sống ở Hà Nội 1-2 năm và mấy giờ nước năm ngoái. Thì cũng đã có thể gặp nhau. Họ đã gặp nhau, mẹ cũng sang đây. Bà nhuộm á, cái ngôi trên này nó đen rồi nè, đã tóc ra đúng không? Em á, chồng em nhuộm đó, chồng em tẩy, chồng em nhuộm. Em tự em nhuộm á? Vợ em nhuộm tóc của em. Là hai vợ chồng đè nhau ra nhuộm. Đúng rồi. Em chút nhớ kể cái này. Ý kiến của vợ là muốn chán màu tóc thì vợ là muốn một màu khác, thì lúc đó em bảo là ok. Hôm nào nhuộm cho anh nha. Tóc thật của tóc, em tóc anh chắc không cần tốn thuốc luôn đó. Tóc vàng. Nhưng mà bây giờ em người lớn thì em không phải tóc vàng nữa mà là nâu sáng. Hơi nâu sáng. Valen, đã giờ em có đi đóng phim chưa Valen? Ngày xưa thì em đóng phim, em cũng tham gia chương trình chuyển phim tối thứ ba. Cái gì? Chương trình chuyển phim tối thứ ba. Chuyển phim tối thứ ba. Hồi 2009. Hồi đó cũng không có thứ hai liền nha em. Nhiều phim đã người ta. Mặt hay mà, mặt trai. Đâu cái mặt hay, này như mặt là đã, chị đã thấy em trên một cái phim nào rồi á. Có là Phía Cuối Của Vòng là phim người dân nhất. Nó có đóng phim. Phải là Hoa Đào Hồ Đào là một phim bộ. Rồi chị nghe tiếng
Ủa em ở quận 2 mà cái tiệm cơm của em là ở đường nào? Là từ đây là 1,5 km. Dạ, khúc ủy ban nhân dân quận 2 luôn anh. Là qua sông thì phải đi rất là đường gì? Dài. Ờ, Trương Văn Bang. Trương Văn Bang. Dạ, ủy ban nhân dân quận 2. Gần ủy ban nhân dân quận 2 luôn. Dạ. Tên là vợ chồng A Food. Vợ chồng A Phú. Đây là A Food. Food là đoán ấy, tiếng Anh. À, thế hả? Vợ chồng A Food, giống như chương trình này, vợ chồng San, vợ chồng A Food. Đắt không em? Rất là rẻ. Có nghĩa là kinh không? Không, ý là quán đông có đông không à. Nói chung là cũng ok anh. Là và cái khách sạn chó mèo là sao cưng? Cũng là bên trong. Khi mà là... người ta đi du lịch thì sẽ gửi chó mèo cho mình để chăm sóc cho. Đúng rồi. Ừ, vậy hả? Dạ. Nhiều không? Hiện tại thì có khoảng tùy, nói chung là cái ngành này mất mấy theo mùa á chị. À. Ví dụ như là người ta đi du lịch, ví dụ Tết nhất này hay là hè này, các thứ các dịp đó người ta đi du lịch nhiều. Chỉ có ở mấy quận 2 này nọ. Ừ đó, nhưng mà một ngày như vậy là tính bả bao nhiêu, mấy bả? Tùy kích cỡ đó. Muốn đó. Ví dụ như mình đót đó, cỡ khoảng 5-7 kg. Thì 5-7 kg là 190.000. Không, cái giọng của vợ chưa có. 145. Là giọng chồng có rồi đó. 15 thì là 235 là cứ như thế. Em có một cái quán cà phê ở gần đó không? Tại sao không mở quán cà phê á, để cho người ta vừa uống cà phê, ta vừa nhìn thấy mấy con chó, mấy con mèo được. Cũng tính mở anh. Hay lắm. Nhưng mà căn bản là tại vì cái khu đó, cái khu em ở là nó đang phát triển chứ nó chưa phát triển được. Vắng. Mật độ dân cư cũng chưa có đấy. Đông. Em biết cái chỗ khu đó. Ai, trời ơi sao lâu vậy trời ơi. Công nghệ này tắt thành can. Chưa phát triển được. Lâu thiệt là. Alo. Đây, con có kêu. Hình như đây con mắt. À không. Được. Rồi tiếp, nhanh. Rồi. Rồi cái việc mà khi nào Valen mà tỏ tình với bạn là ngay hôm đó luôn. Vâng ạ. Rồi em có được nhận lời không? Bởi vì là thì sau khi Ngân đã trả lời tin nhắn của em bằng tiếng Anh và khi nói chuyện thì cũng đã nhận ra là em biết tiếng Việt. Và lúc đó thì Ngân cũng bảo là bởi vì em thấy người nước ngoài nói tiếng Việt rất là dễ thương thì video chat đi, thì đã video chat. Nhưng thực ra Ngân thích những người nước ngoài bập bẹ bằng tiếng Việt chứ không phải là nói lưu loát. Bập bẹ thôi thì thấy việc này là một việc dễ thương mà cứ cố gắng để học tiếng Việt mà cứ là thôi là người nước ngoài và thôi nói tiếng Việt kiểu đấy. Nhưng mà khi mà gặp em trên video chat thì đã nói 45 phút thì đã video chat và nói bằng tiếng Việt tiếng Anh thì rất là lưu loát và như thế thì Ngân bảo là ok không dễ thương nữa. Nhưng mà dần dần như thế từ ngày đó thì bọn em đã nhắn tin và video chat. Ngày nào cũng thế, đến thứ sáu khi mà cả hai bọn em đã có thời gian để gặp nhau. Thế thì có nghĩa là đến 5 ngày đó là như đã biết nhau và đã biết về nhau thì rất là nhiều rồi. Thế thì lúc đó em đã cũng rất là thích Ngân rồi và khi mà đã gặp trực tiếp thì em cũng đã thấy là em muốn Ngân là bạn gái của em. Thế là tôi tính luôn rồi, nhưng mà Ngân bảo là phù nhận thế thì không anh ơi chỉ là bạn thôi. Nhưng mà em cũng đã có thể cảm giác là Ngân đã thích em lúc đó rồi, Ngân bảo từ chối bảo là không. Nhưng mà em biết là chắc là trong đầu thì đã thích rồi. Phải làm giá chứ. Không. Lúc đấy là em ý của em là Ngân đã không biết và đã bắt đầu thích em rồi. Nhưng mà tự bản thân không biết nhưng mà trong đầu đúng thì rồi. Đã biết. Trong lòng thì có trong nhưng mà lòng, chưa. Tức là tình trong như đã mà ngoài còn đúng e. Đúng rồi. Giờ phải hỏi Ngân nè. Vâng. Hỏi Ngân nè, tại sao em lại coi như là không đồng ý. Đó. Tại lúc mà mới gặp là ngoài xấu quá à. Nên là đó em nhơi nói là vì cái cách ăn mặc nó không có chỉnh chu, không có đúng gu, nên là em thấy kiểu là ok nói chuyện thì vui đó, nhưng mà ăn mặc vậy thì không có đúng gu em. Hay là một cái nữa là em bị hơi vấn đề tâm lý về cái việc là em không có thích người quá là lớn tuổi. Và như anh chị biết rồi là bọn em chênh nhau 11 tuổi, ảnh hơn em 11 tuổi lận. Thì lúc đó mà khi mà bọn em mới quen nhau là em mới có 11 tuổi. Em mới có 20 tuổi. Em mới có 20 tuổi thôi. Thì khi mà lúc đó là ảnh 31 tuổi rồi. Nên là em thấy là kiểu là trời ơi, 31 tuổi là cũng đứng tuổi rồi. Cái tuổi đó người Việt Nam mình là có vợ, có con hết rồi á. Tại sao mà không biết mà tự dưng lại thích cái con nhóc mà mới có 20 tuổi đầu như mình. Thì em cảm thấy đó có cái gì đó hơi bị phi lý á. Em cảm thấy không an toàn. Như vậy là tỏ tình lần đầu không được. Vậy thì tỏ tình bao lâu thì em mới chấp nhận? Lâu. Mấy lần em? Lâu thì không đếm được. Nhưng mà thời gian là 1,5 tháng. Một tháng rưỡi sau và coi như hầu như là tần suất có thể một ngày hoặc cách ngày em tỏ tình lần. Khi mà gặp nhau thì đi chơi với nhau, có thời gian vui vẻ với nhau và em tỏ tình. Đó, bởi vì cứ đi chơi, hôm nào đi chơi gặp là tranh thủ. Và nhiều như châu mà. Sau một tháng rưỡi là coi như là em nhận được lời đồng ý đúng không? Vâng. Và chính thức là yêu nhau. Dạ. Đó là ngày 17 tháng 9. Dạ, cái lần tỏ tình đó ảnh có cái gì đặc biệt không?
cái lần tỏ tình mà em đồng ý. Thế anh diễn lại đi cho nó dễ. Okay. Diễn đi rồi bắt đầu. Okay, thì về lời thì lời không phải là đặc biệt em, nhưng mà về trường hợp, về hoàn cảnh thì là đang ngồi trên sofa, đã có một cái bàn, và khi mà mang đồ uống thì bảo là do you wanna be my girlfriend? Đó vậy thôi đấy. Nhưng mà tại vì em thấy nó dễ thương á, kiểu là ảnh cố gắng rất là nhiều rồi, và khi đó là ảnh kiểu là thật sự là em trong cái câu đó thì nó không có cái gì đặc biệt cả, nhưng mà mình có thể cảm nhận được là người ta thật sự là vô cùng là thật lòng trong từng cái câu chữ đó, nên là em mới nói là thôi thì ok, bây giờ đồng ý rồi, chuyện tương lai thì mình tương lai mình tính tiếp. Cuối cùng cái câu đó có thể nói lại do you wanna be my girlfriend? Bằng tiếng Anh, bởi vì lúc đó là cũng là một trường tiếng Anh thì rồi. Sau đó là có tặng luôn nụ hôn không? Là hôn ạ, tất nhiên rồi. Là nụ hôn đầu tiên là ở đó luôn. Vâng, vâng đúng rồi. Coi như đồng ý một cái là hôn luôn. Thế thì là nếu mà chính thức rồi thì chính thức thì muốn. Rất là bất ngờ đúng không? Dạ. Hay là có xin phép em không? Dạ không, không xin phép. Tôi lại bảo là đã đồng ý rồi, cái sau bao nhiêu lần đã tỏ tình rồi thì bây giờ đồng ý rồi thì vuf nhảy luôn, gọi là ok. Vuf. Lúc đó cảm giác em sao trước vì Valen. Valen đó, trước Valen thì là em đã có người yêu chưa? Dạ em có rồi, cũng có trải qua một hai mối tình gì đó, nhưng mà cái thời đó em còn là học sinh nên là nói chung là nó cũng là tình yêu tuổi học trò vậy thôi. Cũng không có cái gì gọi là trưởng thành, hay là không có cái gì mà mình nghĩ là nó sẽ tiến xa trong tương lai được hết. Và là cũng là một điều là tại sao là khó và lâu thời gian để đồng ý về tổ tiên của em, bởi vì là em cũng là người nước ngoài và chưa quen mình nước ngoài thì cũng thấy là về văn hóa các thứ thì rất là khác hơn và tranh nhau 11 tuổi nữa. Nhưng mà em có thấy là tức là khác nhau nhiều không? Khi mà yêu một người đàn ông nước ngoài với lại người Việt Nam á, khác nhau nhiều không? Em thấy cái này nó không có liên quan tới cái nó quốc tịch đó. Nó không có liên quan tới cái việc đó, mà nó liên quan tới mỗi một cái con người khác nhau. Thì em thấy là ảnh thì cũng như bao người đàn ông khác thôi, nhưng mà ảnh có những cái điểm rất là đặc biệt mà em rất thích. Ví dụ như là ảnh cực kỳ yêu động vật nè, hay là ảnh cực kỳ là chăm lo cho em và cực kỳ lo lắng. Nói chung là ảnh rất là biết lo và thương vợ. Nên là ví dụ như là thường là em không có phải làm cái gì hết á, mà việc gì ảnh cũng tranh anh làm. Là ví dụ như là nhiều hôm là rảnh rảnh lên là hôm nay anh nấu cơm cho em ăn này, hay là thôi hôm nay em thì em rất là thích động vật và em nuôi ở nhà, em nuôi 5 con chó với 4 con mèo. Nên là ví dụ như là hôm nay mà em mệt, em nói là thôi hôm nay anh chăm tụi nó giùm em đi, anh dắt chúng nó đi dạo, hay là anh làm gì đó anh làm giùm em đi, thì lúc nào cũng vui vẻ giúp đỡ vợ hết á. Một lần mà dẫn 9 con đi luôn. Mèo thì để nhà. Dám chó đi. Có khay. Ủa, nhưng mà như vậy là cầm 5 cọng dây hả Valen? Không, bởi vì con chó của mình không cần dây. Mấy chó con đúng không? Mấy nhỏ không? Không, nhưng mà con chó của mình không chạy ra. Con chó của mình ở gần mình. Khi mà gọi về thì đúng là gọi về thì thôi. Không cần vào. Ok, đi bây giờ quay lại đi thì quay lại. Tại em, là ruột chứ nó lo cho em rất là nhiều thứ. Dạ. Vậy thì Valen có lãng mạn không? Cái lúc mà yêu nhau, cái lúc mà chưa cưới á nha. Dạ. Ảnh từ cái lúc mà em quen ảnh tới giờ là lúc nào ảnh cũng lãng mạn chừng. Đúng rồi. Người ta nói chung là chị bởi nãy chị mới hỏi em là em có thấy khác không á, thì cái người châu Âu hay là người đàn ông nước ngoài làm như là cái tư duy của người ta về tình yêu nó rất là, nó gọi là ái tình đó, nó rất là lãng mạn bay bổng. Và nó là bản chất rồi, nó là thuộc tính của người ta luôn. Bởi vì chị nói về châu Âu thì cũng không phải là người nào cũng vậy. Nhưng mà đa người. Số em giống như Việt Nam cũng vậy, người Việt Nam á, là cũng rất nhiều người lãng mạn và cũng có những người không lãng mạn, nhưng mà nó là đa số và thiểu số. Ví dụ như bên châu Âu á, thì là đa số, nhưng mà đương nhiên là cũng có những thành phần thiểu số là họ không có như vậy. Thì Việt Nam cũng vậy, nhưng mà Việt Nam là thiểu số là lãng mạn. Thường á, là những người đàn ông sau khi mà lấy vợ rồi là bớt lãng mạn nhiều lắm. Ở châu Âu cũng vậy. Anh muốn biết là trong cái giai đoạn mà các em yêu nhau đó, nó có những cái câu chuyện câu chuyện tình yêu mà nó lãng mạn mà nó thật là ấn tượng, em có thể kể cho anh nghe được không? Một cái hành động gì đó hay là một cái dịp nào đó, những cái kỷ niệm về tình yêu của em với Valen. Cái thứ mà ảnh làm mà em thấy lãng mạn nhất đó là cái đợt mà
bọn em yêu nhau kỷ niệm một năm đó. Đúng hôm đó là kỷ niệm một năm thì em vốn bản thân em là một người rất là lãng mạn, nên là em chắc chắn là sẽ không thể yêu được một người mà người ta không có cùng sở thích với em, là không lãng mạn đó. Thì em lúc đó là kỷ niệm một năm, nên là em đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi, là đặt bàn này rồi này nọ các thứ, là đi ăn, để đi ăn đi chơi các thứ, là tạo bất ngờ cho ảnh. Thì đúng hôm đó thì ảnh tự dưng ảnh nhắn tin cho em buổi sáng, ảnh gọi em xuống, cái ảnh nói là em xuống đây đi, anh có cái này cho em hay lắm nè. Cái em mới nói là ủa cái gì vậy, nó nói cứ xuống đi thì mở cửa ra một phát nè. Anh nói em là em nhớ đem con bé cuốn nhà em tên là Rút, lúc đó em mới có một đứa thôi, cái tên là Rút, cái nói em là em mang Rút theo nha. Cái em nói là ủa không biết đi đâu đi công viên hả, chở người ta đi công viên hay gì mà tự dưng đòi đem chó theo. Cái em mới đi xuống thì em muốn coi là làm gì thôi. Cái ảnh nói là em mở cửa ra một phát thì thấy ảnh đã ngồi trong cái xe hơi, bọn em thì không có xe hơi nên là ảnh đi thuê một cái xe hơi. Cái ảnh lúc đó là em thấy ảnh ngồi trong đó rồi, ảnh ló đầu ra ngoài cửa sổ vậy này, ảnh nói là em lên em xin phép ba mẹ em đi chơi với anh, đi chơi nói là đi chơi mấy bữa rồi về nha. Cái em cũng kiểu là ok. Xong ảnh nói là rồi em bây giờ em pack mấy cái bộ quần áo lại rồi em đi với anh luôn đi. Cái em mới lên em xin phép ba mẹ em nói là cho con đi chơi với bạn trai con. Cái đi chơi thì ảnh chở em qua Hạ Long. Ra Hạ Long xong rồi lúc đó là khi mà vô tới cái phòng khách sạn là em thấy là có nguyên một cái banner rất là to. Ở trên đó thì ảnh ghi một đống rất là nhiều thứ mà gì mà cảm ơn em vì một năm qua em đã ở bên cạnh anh. Thật sự là chưa bao giờ mà anh cảm thấy mình hạnh phúc như vậy các thứ. Nói chung là ảnh nói rất là nhiều. Cảm nghĩ của ảnh lên cái banner đó. Dạ đúng rồi. Và còn có bánh kem các thứ, nói chung là rất là lãng mạn. Và cái lúc đó thì thật sự là em nhìn cái con người đứng trước mặt em thì em biết là đây chính là người đàn ông mà dành cho mình, vì người ta thật sự quá yêu mình và mình cũng quá yêu người ta, và không có cái gì, không có cái lý do gì nữa để mà mình không ở cạnh người ta nữa. Hay quá. Thế có nghĩa là sau đó thì là giờ tụi em yêu nhau mấy năm thì làm đám cưới? Đăng ký kết hôn vào ngày 28 hay là 29 tháng 8. Cái này thì ngày này thì không quan trọng với bọn em. Quan trọng với bọn em là ngày mà Nam đã đồng ý để làm bạn gái của em. Là ngày 17 tháng 9. Và về đám cưới thì bọn em chưa có và chưa tổ chức, và đã định tổ chức vào năm nay nhưng do dịch như thế thì không thể, thì đã quyết định là sẽ hoãn đến khi COVID, tình hình COVID trên thế giới sẽ là ok, bởi vì cũng họ hàng với cả các bạn từ bên Romania sẽ phải sang đây. Em thì là chắc chắn là gặp ba mẹ vợ rồi. Vâng. Nhưng mà em thì tại vì tình hình dịch thì em có gặp được ba mẹ chồng chưa? Em có gặp mẹ chồng em thôi, chưa gặp ba chồng em. Lại gặp ở đây. Dạ gặp ở đây. Tại vì mẹ chồng em qua đây. Cái cảm giác đầu tiên của em khi mà em gặp ba mẹ vợ thì sao? Thì đối với bố đúng là lần đầu tiên là một chuyện hơi hay. Bởi vì lúc đó thì em được ngăn về sau khi đi chơi khoảng 11 giờ tối gì đó, thì hơi muộn. Và khi mà về thì đã mở cửa, nhưng mà bố chắc là không biết, lúc đó bình thường đang ngủ, bởi vì lúc đó thì bố mẹ ngủ. Nhưng mà bố không ngủ và xuống và thấy em và đứa ngăn về, và em không thấy, bảo là ô bất ngờ vậy. Quyết định như thế bởi vì là một con trai đưa con gái về giờ muộn về cả nước ngoài nữa. Thì bố cũng là những kiểu mặt như thế này. Thì lúc đó em bảo à chào chú ạ. Không biết nói gì thì là rồi lại lần gác luôn, bảo là oops. Thì lần đầu tiên mà gặp bố. Còn gặp mẹ thì một buổi trưa em nhắn tin và bảo là Ngân có rảnh không, bởi vì tự dưng bây giờ anh rảnh thì đi ăn trưa. Thì Ngân bảo là ok, đi đang ở đây. Thì đưa địa chỉ, em đến vào lúc đó thì thấy Ngân ngồi với mẹ. Và là ok, chào cô ạ. Thì ngồi xuống thì bắt đầu nói chuyện. Vâng. Bây giờ là chắc bố mẹ có thương Valen không? Dạ, bây giờ thì có, ban đầu thì có lắm. Dạ. Nhưng mà giờ chắc với ông này chắc có lẽ là rất là cưng đúng không? Dạ, giờ thì cưng rồi. Rồi bây giờ thì tới cái phần rất là quan trọng. Em xem trình vợ chồng sau này nhiều chưa Valen? Em không, bọn em không xem TV ạ. Không có thời gian, bây giờ là đang kinh doanh thì sẽ là từ sáng đến tối. Rồi bây giờ coi như là các em ở chung với nhau là được 2 năm mà đúng không? Dạ, bọn em quen nhau từ năm 2016. Thì sau 2 năm làm đám cưới thì bây giờ là ở chung thêm được hơn 2 năm nữa. Rồi bây giờ cho hỏi cái phần tật xấu của nhau. Với Valen có nhiều tật xấu không? Ảnh thì là một người đàn ông gần hoàn hảo. Đã, chưa chưa hoàn toàn hoàn hảo. Thì là ban đêm ảnh mà ngủ, mà lúc nào mà ảnh ngủ say, bởi vì đặc biệt là bây giờ bọn em, cái công việc của bọn em nó rất là áp lực, và
thường là bọn em đi làm việc rất là trễ, thì ảnh thì ngủ rất là say, và khi mà mệt, cơ thể ấy mình đã mệt rồi thì ngủ rất là say. Thứ nhất là ngáy nè, nhưng mà ok, ngáy thì em có thể bỏ qua được, nhưng mà đang nằm mà nhiều khi mà đang ngủ cạnh vợ về mà không biết mơ cái gì, không biết mơ quýnh nhau với ai á, mà trời ơi, tay trong đật khu loạn xạ lấy lên mà toàn đập vô mặt em không à, đập vô người em không á, đau nó muốn xỉu luôn á, mà không dám gọi dậy tại vì là sợ gọi dậy thì mất giấc ngủ. Nên là em lại phải nhẹ nhàng lật người ảnh qua bên cạnh để và cái càng ngủ dậy thì sẽ bảo là ok, xin lỗi em ngồi cái rồi lại ngồi thật lại một lần nữa thì cái giờ không điều khiển được tại đâu biết đâu. Vâng. Nhưng mà nhiều khi là do áp lực ban ngày á, nhiều khi không mà em như thế từ bé. Ô, từ nhỏ luôn. Vâng. Không biết trong đầu của anh khi mà mơ rất là năng lực, không biết mà cứ di chuyển như vậy. Có nghĩa là tăng động. Vâng. Đúng rồi. Trong lúc thức cả trong giấc ngủ luôn. Đúng rồi, vâng, tăng động vâng, lắm vâng, anh ơi. Vâng. Em có nhiều năng lượng và khi mà ngủ thì em ngủ, nhưng mà đây ngủ dậy thì chỉ cần vào lại Valen ngủ dậy ngay. Và sau 5 giây thì làm ngủ tiếp. Em ngủ rất là dễ, rất là dễ ok. Dễ ngủ và dễ thức. Đúng rồi. Vâng. Nhưng mà về ồn ào thì không. Về ồn ào thì có thể hát ở bên cạnh em này mà em không có alarm, cái chuông của em không ngủ dậy. Nhưng mà nó chạm vào và nói là Valen thì em ngủ dậy luôn. Rồi còn gì nữa không? Một cái nữa là người ảnh nóng lắm, cái nhiệt độ cơ thể lúc nào nó cũng cao, và ảnh đối với em như kiểu là một cái lò á, ở cạnh lúc nào cũng như một cái lò, mà em thì là một người cực kỳ sợ nóng, em là động vật như kiểu động vật ưa lạnh á, em thích những cái nơi lạnh nên là em không chịu được nóng, nên là kiểu là khi mà ở bên nhau thì nó cũng hơi bị hạn chế, tại vì không có ôm ấp nhau được nhiều, ngủ cũng vậy, là ngủ mỗi đứa một bên, thì vì là cứ ôm em một phát xong rồi tới 1-2 phút sau thôi, chỉ cần 1-2 phút sau thôi là em thấy nóng quá, thôi anh ơi bỏ ra đi đừng có ôm nữa, bỏ ra. Vì là năng lượng của em rất là nhiều á, nó tỏa ra ấy chị. Tắm lạnh. Nước lạnh đấy rồi quay lại thì ok đỡ một chút mà lại sẽ nóng. Nhưng mà tắm rồi lạnh được trong lúc đó thôi chứ ra là hồi. Dạ đúng rồi, lại nóng. May lạnh thì 16 độ luôn thì vẫn như thế. Rồi cái gì sữa? Hết rồi ạ. Người đàn ông gần hoàn hảo. Hoàn hảo quá rồi. 99.9%. Mỗi một ngày có hôn vợ nhiều không? Ừ, lúc nào cũng hôn, ôm hôn suốt ngày đó anh. Ôm hôn suốt ngày. Dạ đúng rồi. Ôm hôn suốt ngày. Nó nhiều muốn truyền năng lượng qua cho vợ cho nên là hôn đúng không? Không, nhưng mà em chỉ đi theo cảm giác thôi. Em cảm giác làm gì thì làm. Rồi bây giờ nhìn này. Vợ cưng á, em hiểu chứ cưng đúng không? Vâng. Nhìn như baby á, cưng á. Vâng, lâu lắm. Là giống như là hồi xưa mình chơi búp bê á, mà mình dạ. Nhìn búp bê mình cưng là mình phải hôn nó thôi. Đây từ tiếng miền Nam. Vâng. Rồi bây giờ tới Ba Lan đó. Dạ. Thế vợ có tật xấu gì không? Không, chỉ có một cái là không chịu nóng. Và vì vậy thì rất là khó ôm, là không cho chồng ôm đúng không? Khi mà đi ngủ em rất là thích để khi mà cả hai đứa có thể rất là mệt thì có khi mà ok ôm nhau và ngủ, và khi mà ngủ thì sau đó ok thì mình sẽ tách ra trong khi ngủ. Nhưng mà trong lúc đi ngủ thì ngủ ôm nhau trong hoàn cảnh ôm nhau thì nhưng mà cái này rất là hiếm, bởi vì bình thường thì sẽ cần nhiều thời gian hơn để nhưng mà nếu 1-2 phút thì là ok rồi, cả hai đứa đi ngủ luôn thì ok. Nhưng mà bình thường cần nhiều thì không thể đi ngủ và ôm. Tắt tiếng rồi. Rồi. Trời cái mi bỉ gì vậy trời, cái hoài vậy. Tại vì ổng nóng quá đó. Cơ thể ổng cháy quá. Cháy luôn rồi. Cháy micro người ta rồi. Chắc vậy quá, cái năng lượng. Tại cháy dây, cháy dây điện. Cháy dây điện. Em nói được tiếng miền Nam một chút nhưng em không nói được nhanh. Vì em phải suy nghĩ về tầm từ để đổi phát âm từ tiếng hay Bắc. Không, nhưng mà em hay mà sang tiếng Nam. Em nói tiếng Việt rất là rành luôn. Sang tiếng Nam. Em nói tiếng Việt rất là rành. Ở nhà hai vợ chồng mà mỗi lần gây lộn là gây bằng tiếng Việt hay tiếng Anh? Cả hai á anh. Cả hai á, bọn em. Đúng rồi, nếu mà lúc bình thường em nói chuyện với gia đình hoặc là nói chuyện với ảnh thì em nói tiếng Bắc. Nhưng mà khi mà em ở trong này thì đặc biệt là nếu như mà nói chuyện với người nói tiếng Nam thì em tự đổi, tự thay đổi thôi. Hay chứ bộ. Cho chị em đổi miền Bắc luôn đi xem khán giả. À, Ngân giống như con bé Thanh mà học trò của chị á. Bé Thanh à, bé Thanh hả? Bồ Lưu Dương hả? Em gặp bên đi chị thấy rồi, bên. Nóng quá làm hư micro luôn rồi. Cái nhiệt lượng tỏa ra nặng quá, mạnh quá cho nên là cháy micro. Mấy giờ rồi? 4 giờ. Trời ơi, 4 giờ kém. Kém hơi kém một cái ra sao. Quá trời lâu. Tại vì tối nay chị phải diễn ở sân khấu. Mà kịch từ đây chị về sân khấu chị cả tiếng đồng hồ. Chưa kể kẹt xe.
Thì đó, bữa nay thì... tối thứ bảy mình kẹt xe. Tối thứ bảy kẹt xe vậy đó mấy người. Ủa bình thường mình quay đến mấy giờ đường vậy Nguyễn anh chị? Đường Nguyễn Tất Thành. Còn hai số nữa đó. Bữa nay phải đua. Hai số nữa là bốn cặp nữa. Dạ. Bệnh viện chó mèo. Dễ thương ha. Dạ. Em, anh muốn mua, anh muốn tìm mấy con chó xúc xích đó. Test. Em biết con chó xúc xích không? Biết, biết. Nó dài á. Dạ. Được nào, chút nữa em cho anh số điện thoại nghe. Dạ. Em hỏi gì nào có đó. Nhưng mà em không có bán. Em không có bán. Không có bán đâu. Em không có bán. Không phải, ví dụ như em ở khách sạn đó. Ví dụ em mà có chó xúc xích tới á, em hỏi người ta, anh kiếm không có. Tại vì nó mà mua trên mạng á. Em hỏi anh Xuân Nghị á. Không, Nghị nó nói rồi, không có. Hiếm khi nào có chó xúc xích lắm. Chó xúc xích rất là hiếm. Để em hỏi khách em cho, tại vì là em vừa rồi em vừa mới nhận một bé xúc xích á. Mà nhỏ, anh thích nhỏ hay to nhỏ, thì... Nhỏ, nhỏ cái này nhỏ. Đó nè. Ừ. Còn lơ, Nghị là dài. Lơ, 1, 2, 3, 4, Xuân Nghị, biết Xuân Nghị không? Lơ, lơ. Dạ không. Anh Xuân Nghị có con chó phải là thông minh, phải nói nhất nhì Việt Nam. Anh nói nghiêm túc luôn. Còn nó khùng lắm. Mê chó đó. Để em lát anh lấy số điện thoại đi, em có thỉnh thoảng em có khách. Em có khách á. Nhắn gì mà. Dạ. Tại vì chỉ có cái người chủ nuôi chó xúc xích thì mới biết cái nguồn cung cấp. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ giờ nuôi mua tầm 7 là nó ra tới F3, F4. Dạ. Ngu. Mấy chó xúc xích mà F3, F4 ngu. Xúc xích mà F0 với F1 nghe cực kỳ thông minh. Trời nóng quá lại anh ba. Nóng. Áo áo chị. Alo, 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 alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, good. Work. Cho em xin lại điện thoại để đánh dẫn sóng điện thoại. Ok. Trời ơi, hai cái điện thoại. Cái của vợ, cái của chồng. Rồi, một là của em, một là của vợ. Ok, rồi tiếp tục nha. Từ bên nào? Rồi bây giờ thì Valen muốn vợ mình thay đổi điều gì? À không. Không có gì là muốn thay đổi. Không muốn thay đổi luôn. Sao vì bạn tránh giữ nguyên như vậy đúng không? Đúng rồi, bởi vì bọn em cũng nghĩ là có quan điểm là sau khi bắt đầu yêu nhau thì không giải thích thế nào là em yêu Ngân bởi vì Ngân là như vậy. Thì nếu mà em đã muốn Ngân thay đổi thì chắc là em không bắt đầu yêu. Thì Ngân không còn là Ngân nữa. Và em yêu thì Ngân đúng là như đúng thế này. Là như thế. Vâng, okay. Chứ không phải là bắt đầu yêu rồi ok bây giờ phải thay đổi để làm gì. Nếu mà chưa hoàn hảo thì chưa yêu. Đó là theo bọn em là như vậy. Em thì sao? Em cũng vậy, em có đồng quan điểm, đồng suy nghĩ. Chỉ có điều là vì ảnh nhiều năng lượng quá nên là nhiều khi là cũng ước là ảnh bớt lại. Đang cố nhưng mà giảm là thiền, giảm thiền. Đúng rồi. Rồi anh nghĩ rằng là khi mà hai em có baby thì chắc chắn anh sẽ chia cái lượng năng lượng của ảnh ra, cái cho mẹ, cái cho con thì sẽ bớt. Nghe dạ em cũng hy vọng. Em có mong chưa? Valen, em có mong có baby chưa? Chưa, bây giờ thì bọn em chưa bởi vì chưa giàu. Enjoy đấy đúng không? Không, chưa giàu. Chưa giàu thì mọi thứ ok thì có nghĩa là không cần bỏ nhiều sức để kiếm tiền các thứ thì lúc đó ok để có con. Ok rồi. Và khi mà cảm giác cái này cũng tùy Ngân nữa. Bởi vì đối với em thì đơn giản nhưng okay. Đối với Ngân thì khó hơn. Ngân cũng còn trẻ mà. Dạ đúng rồi, em còn trẻ. Dạ. Thôi vậy chúc tụi em hạnh phúc nghe. Rất cảm ơn tụi em đã tham gia chương trình này. Dạ, dạ. Cảm ơn anh chị. Dạ. Chúc cho mau giàu. À, mau giàu. Mau giàu. Cái đó hợp lý. Có thể mau giàu để mà tôi có cháu. Wow. Rồi, dạ. Cảm ơn hai em.